Thưa quý vị, năm nay kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ được tổ chức sớm hơn so với những năm trước. Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào chiều ngày hôm qua mùng 3 tháng 2. Theo đó, vào sáng ngày 21 tháng 6, sẽ họp cán bộ coi thi tại các điểm thi. Chiều 21 tháng 6, thí sinh đến phòng thi nghe phổ biến quy chế, lịch thi và điều chỉnh sai sót nếu có. Ngày 22 tháng 6, thí sinh dự thi môn ngữ văn và toán. Ngày 23 tháng 6, thí sinh dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và ngoại ngữ. Sáng ngày 24 tháng 6, thí sinh dự thi bài thi tổ hợp môn khoa học xã hội. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết, quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ ổn định trong những năm tiếp theo. Các thông tin chi tiết về kỳ thi sẽ có trong hướng dẫn thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong một vài ngày tới. Ngoài ra, Bộ Giáo dục đã quyết định sẽ công bố đề thi và đáp án tất cả các môn thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 để thí sinh và phụ huynh biết.